Xin chào mọi người. Hôm nay là một ngày mới. Bắt đầu từ khi mà tôi ngủ dậy thì là công việc đầu tiên sẽ là sẽ là cho con uống sữa ăn sáng. Xong rồi sau đó sửa soạn cho ổng để mà đi học. Thì ổng là con trai cho nên hơi bận rộn, nhưng mà hai vợ chồng tôi thích để tóc dài cho nên là sẽ bị hơi bị vướng cái phần mà vuốt gel là làm tóc, cột tóc cho anh ấy đó. Thì là Anthony ơi, con xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Con xin chào cho đàng hoàng đi. Please. Xin chào mọi người. Ok, rồi sau đó thì là chuẩn bị đồ, lên đồ cho ảnh để mà đi đi học. Bây giờ là hiện tại bây giờ thì hai mẹ con đang đợi đón xe buýt để cho ảnh đi học. Đó thì là phụ nữ bên này thì tôi nghĩ chắc ai cũng như nhau. Như tôi thì là khi mà sanh con mọn thì là không có phải kiêng cữ gì giống như là ở Việt Nam. Khi mà tôi sanh con tôi được 2 ngày thì đã bắt đầu là đưa nó đi siêu thị để tự lo. Tất cả tôi đều tự lo. Ví dụ như ai kết bạn với tôi trên Yến Phạm trên Facebook thì sẽ thấy là tất cả mọi việc tôi tự làm, tự giải quyết, tất cả đều tự bản thân mình vượt qua. Tại vì ông xã là người có ông xã nhưng mà cũng như là không có, tại vì anh ấy luôn đi làm ở nước ngoài, lâu lâu mới về một lần, cho nên ở nhà mẹ con thì là tự lo tự cường đó. Thì là khi mà tôi sanh được 2 ngày thì đã đưa con đi siêu thị rồi, không có giống như là ở Việt Nam mà mình phải nằm ổ, mình phải kiêng cữ này nọ. Thì tôi thấy chị em ở Việt Nam được cái diễm phúc đó là khi mình sanh con xong thì là sẽ có thời gian để mà nghỉ dưỡng, chỉ có lo cho con bú thôi, còn lại tất cả mọi việc là giao cho vú nuôi lo đó. Thì nhưng mà cái gì nó cũng qua cháu. Nhưng rồi cái gì nó cũng qua. Bây giờ con tôi nó cũng đã lớn rồi, được 6 tuổi, gần 6 tuổi rồi. Thì nó bắt đầu đã học lớp 1 rồi. Thì cái giai đoạn này thì là tôi bắt đầu rảnh rang được một tí xíu. Nhưng mà ai có con nhỏ thì sẽ biết là mỗi giai đoạn nó có mỗi cái khó của cái giai đoạn đó. Con ok. Mỗi giai đoạn thì nó sẽ có mỗi cái khó của nó. Đó. Thì giai đoạn nhỏ thì mình khổ cái giai đoạn nhỏ là bận bịu con kiến tả tùng, sữa ăn uống này nọ. Khi nó lớn cỡ như vậy thì là bắt đầu mình sẽ bận rộn qua cái phần mà cứng đầu, không nghe lời con trai nó. Mọi người ơi, ai có con trai thì biết rất là hơi đáng gì. Con lai nữa thì là nó mang hai dòng máu theo hai cái phương pháp dạy con. Như tôi thì là tôi dạy con theo phương pháp Việt Nam, tức là hơi mình sẽ hơi bị gò bó con, hay là mình sẽ hơi gắt gao với nó hơn. Còn ông xã thì là nuôi nó theo ông xã thì là nuôi nó theo cái kiểu của Tây, thì là sẽ là để cho nó thả lỏng nó ra, nó muốn làm cái gì thì nó làm, cho nên nó là tôi thì tôi la, còn ông xã thì binh, cho nên nó là con lai thường hầu hết là sẽ hơi bị cứng đầu, hơi bị khó dạy. Đó thì thôi mình cũng phải chịu thua thôi. Cái đứa nó ngoan thì nó sẽ ngoan, cái đứa nó giỏi thì nó sẽ giỏi. Đó, đợi xe buýt mà đông người lắm nè nha mọi người nha. Đó, đông em bé lắm nè. Em bé trong làng, trong xóm nha. Trong xóm nhỏ xíu nhà tôi là Anthony ơi, con xoay kiểu này nó tắt nữa bây giờ. Trong xóm nhà tôi là có nhỏ xíu thôi. Hàng ngày xe buýt nó sẽ tới đây, nó rước, nó đưa đi xong rồi nó sẽ đưa về. Mình chỉ có việc đứng đây mình đợi thôi. Ok, rồi. Mình xin kết thúc video ở đây trong một ngày mới. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người nhớ share, đăng ký và share giúp kênh Yến Phạm Family in Italy, please. Thank you. Thank you so much.